Bạn inbox họ mình. À anh ơi, cái vườn phong lan bạc triệu của anh hiện tại là sống hay là chết? Hiện tại là vẫn sống nha các bạn. Nói chung là hiện tại thì mình đi xa rồi cho nên là cũng không ai chăm sóc cái vườn lan này. Cho nên thành ra là nó cũng không được đẹp đẽ như xưa. Ngày xưa thì hay tưới tắm chăm bón cho nó, Tết cũng có hoa hòe. Giờ thì buồn thì có buồn đấy. Đấy, hoa này cũng phải ít ra, nhưng mà phải chịu thôi. Đây, vườn lan thì vẫn vậy. Với những cây phong lan quý hiếm, đột biến. Đây là cây dạ hạc đột biến nha các bạn. Đọc tiền. Hoàng phi hạc, bạch hỏa hoàng. Dạ hạc Đắc Lây. Sống hết rồi, nói chung là mấy cây nó sống hết rồi. Hoàng lạp. Rất là nhiều cây nha các bạn. Cái vườn của mình trông bé bé vậy thôi chứ cây nhiều lắm. À, đơn cam. Đơn cam tum nha các bạn. Này. Không chăm sóc nó nhìn thấy thảm rồi, vứt ra lắm, vứt ra. Vứt ra kiếm chỗ trồng nó nhé. Tội không? Không có ai chăm bón, chăm sóc nó cái gì cũng không. Nhưng bạn nào có nhu cầu mà muốn mua lại thì liên hệ mình nhé các bạn. Một số loại như vậy đây. Rất là nhiều loại các bạn. Vẫn là bạc hiệu của Sơn Lê.